Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Juicy, mã nồi NP-QB06. Thì đây là nồi có dung tích là 0.6 lít nhé các bạn. Đây là nồi voi mammut đấy các bạn, nồi voi mammut 0.6 lít. Thì thực ra thì ở Việt Nam mình hay gọi nôm na đó là nồi voi mammut nửa lít, nhưng mà thực ra thực tế nó là 0.6 lít nhé các bạn. Đấy, các bạn xem qua này, không bể vỡ gì nhé các bạn, nồi khá đẹp luôn. Đây là dòng cao cấp nhất nhé các bạn. Voi mammut là dòng xịn nhất hiện nay đấy. Rồi mình bê để bạn xem. Dòng này rất là nặng luôn nhé. Cả 1 lít hay nửa lít cũng cực kỳ nặng luôn. Đây các bạn xem qua mặt này, không bể vỡ gì nhé các bạn. Còn tương đối các bạn nhìn như này không phải nó lắm đâu. Mình lau ấy các bạn, mình lau nó đọng nước ấy. Chứ còn cái này lau là bóng luôn nhé. Đây các bạn nhìn răng này, dòng rất là xanh luôn nhé, xanh cực kỳ xanh luôn. Rồi, cái này thì các bạn phải mở ra hai lần, hai lớp như này này, các bạn nhấn này xuống để lâu lâu các bạn vệ sinh ấy thì các bạn phải tháo ra vậy, các bạn vệ sinh mới sạch được nhé. Đây, không chảy xước gì luôn nhé các bạn. Còn bên này là áp suất, đây một bên van miếng thiên, bên này là áp suất, còn cực kỳ đẹp luôn. Cái nồi này thì các bạn nấu được khoảng 3 người ăn đấy các bạn. Gia đình mình hai vợ chồng với một bé, hoặc là một người bé rồi tầm khoảng 10 tuổi, 12 tuổi là ăn dư sức nhé các bạn. Kể cả 3 người các bạn cũng dư sức luôn, 3 người lớn các bạn ăn dư sức luôn. Cái nồi này các bạn nấu được khoảng khoảng hơn nửa cân gạo đấy các bạn. Đấy. Các bạn nhìn này, cái tay mình rất là to nha. Đấy, mà nó đây mình cho các bạn tiện cho các bạn xem xong luôn. Cái này mình mới vệ sinh xong các bạn. Không chảy xước luôn nhé các bạn, không bong chóc gì luôn, còn rất đẹp nhé. Thì vấn đề bong chóc hoặc chảy xước thì hoặc bể vỡ các bạn yên tâm nhé, bên mình nếu mà có thì mình sẽ nói với các bạn để khi các bạn nhận nồi ấy, nó không có, nó sẽ thực tế và đúng như cái miêu tả và đúng như hình ảnh trên video nhé các bạn. Các bạn yên tâm vấn đề đó nhé. Đây bên trong đây các bạn, những cái này không phải là xấu đâu, mình lau nó chưa sạch ấy, các bạn yên tâm đi, khi các bạn nhận thì mình sẽ lau vệ sinh cho các bạn sạch nhất nhé. Đây các bạn xem này, dòng 0.6 lít, 3 người ăn là hợp lý nhất nhé các bạn, 4 người ăn thì hơi thiếu, nhưng 3 người ăn là hợp lý đấy các bạn. Rồi mình xin thử cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn dây này còn rất là mới luôn, rất là xanh luôn nhé. Vì là mẫu nồi cao cấp nhất của Juicy nên mọi cái tính năng xịn nhất bây giờ là họ đã sẽ trang bị cho cái dòng nồi này nhé các bạn. Thì chỉ có một cái là cái nồi này là cái phân khúc gọi là phân khúc nhỏ thôi, phân khúc gọi là 0.6 lít thôi. Đấy. Rồi. Mình sẽ nấu thử cho các bạn xem, mình chọn gạo trắng này. Đây mình chọn chế độ nấu. Cái dòng Juicy này các bạn, các bạn để ý khi mà các bạn muốn thử cái áp suất, là các bạn cảm nhận cái áp suất của nó lớn ấy. Các bạn để ý khi các bạn nấu sôi khoảng 40 phút đi, các bạn nhấn nút hủy, nó phun ra rất là kinh khủng luôn các bạn, nó nén áp suất rất là nhiều, rất là lớn. Vì vậy nên cái dòng Juicy này các bạn hầm xương hay nấu cháo hay là nấu sôi hoặc là nấu cơm trắng nhưng mà chế độ dai nó là nhất nhé các bạn. Đây. Đây chế độ này thì thực ra nồi nào cũng đa phần là có các bạn, những nồi đời mới là đa phần là có, nhưng mà về cái chế độ dai thì cái nồi Juicy này nó là nhất nhé các bạn. Đây, mình nhấn nấu này, 66 phút nhé các bạn. Đấy, thì giờ bây giờ các bạn mua cái nồi này, các bạn về các bạn chỉ ấn nút nấu thôi, mình không cần phải cài đặt cái gì cả. Giả sử như sau này các bạn ấn ăn xôi hoặc là nấu cháo thì các bạn thay đổi thôi. Nhưng mà khi mà thay đổi chế độ vậy thì bên mình cũng có video hướng dẫn rồi, các bạn cứ lên kênh của mình xem thôi. Rồi mỗi nồi này bên mình đang bán mức giá là 2.600.000 nhé các bạn, nồi voi mammut nửa lít, chính xác là 0.6 lít, bên mình đang bán mức giá 2.600.000, nồi còn rất đẹp nhé các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.